công ty Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo chiến dịch triệu hồi tổng cộng 14.230 xe thuộc 6 dòng ô tô khác nhau do liên doanh này nhập khẩu và lắp ráp để kiểm tra, thay thế bơm nhiên liệu. Tất cả chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan tới chiến dịch triệu hồi từ nhà phân phối ô tô Honda qua thư tay, email hoặc điện thoại trực tiếp. Honda Việt Nam cho biết, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng liên doanh này cũng khuyến cáo vì quyền lợi và an toàn của mình, khách hàng nhận được thông báo nên sớm mang xe đến các nhà phân phối ô tô Honda để được kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu.